Xin chào các bạn, tôi là Thượng Thật Thà và hiện tại trên tay tôi đang là một chiếc nhiệt ẩm kế của hãng Elitech có model là RC4HC. Và đối với một cái máy nhiệt ẩm kế như thế này thì nó có thể vừa ghi được nhiệt độ và vừa ghi được cả độ ẩm. Cái này thì sẽ dùng cho các nhà thuốc hoặc là các công ty dược hoặc là các cái kho lưu trữ bảo quản mà cần kiểm soát về nhiệt độ và độ ẩm, thì cái máy này nó sẽ tự ghi và sẽ tự lưu vào trong máy tính. Để mà tự lưu vào máy, tự ghi vào trong cái ẩm kế này thì bản chất nó đã tự ghi rồi. Còn khi mà chúng ta muốn lấy dữ liệu ra thì chúng ta sẽ phải download một cái phần mềm ở trên trang chủ của hãng Elitech về máy tính. Sau đó thì chúng ta sẽ giải nén ra và chúng ta có thể lấy dữ liệu từ trong cái máy nhiệt ẩm kế này về máy tính và có thể export ra các cái dạng file, ví dụ như là Excel hoặc là PDF hoặc là file Word. Và đối với mỗi một cái máy nhiệt ẩm kế như thế này mà chúng ta muốn sử dụng ở các cái công ty hoặc là các cái xí nghiệp hoặc các cái nhà thuốc thì chúng ta cần phải hiệu chuẩn. Và ở đây thì mình cũng có làm những các cái giấy hiệu chuẩn cho các cái máy này, và các cái giấy hiệu chuẩn thì được các cái trung tâm đo lường, người ta có chức năng hiệu chuẩn cái máy này về mức độ chuẩn. Và sau khi mà đã có giấy hiệu chuẩn rồi thì như nãy mình nói, tức là mình muốn lấy dữ liệu ra thì chúng ta sẽ phải một đầu dây chúng ta cắm vào máy Elitech và một đầu dây bên kia chúng ta sẽ cắm vào cổng USB của máy tính. Sau đó thì chúng ta sẽ thao tác việc download một cái phần mềm ở trên trang chủ của Elitech về máy tính. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công tác download cái phần mềm đó về máy tính nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái cốc cốc, sau đó thì chúng ta sẽ gõ cụm từ elitech.uk.com, enter. Rồi chúng ta sẽ đến trang chủ của hãng Elitech. Chúng ta xuống phần dưới đấy ạ. Chúng ta kích vào chữ View More. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tìm đến cái máy mà chúng ta cần làm và cần download về. Đó chính là cái máy RC4HC. Chúng ta vào phần View More. View More. Tích vào chữ View More xong thì chúng ta sẽ thấy một cái cửa sổ mới ra. Chúng ta kéo xuống và chúng ta vào phần Software. Sau đó chúng ta kích vào chữ Download the Software. Yeah. Máy nó sẽ download một cái phần mềm về máy tính cho chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ phải chờ đợi một chút. Sau khi mà máy nó download về thì chúng ta sẽ giải nén và chúng ta sẽ sử dụng. Máy đã download xong, chúng ta sẽ giải nén, chúng ta kích đúp vào đây, cài đặt vào máy tính, run, ok, next, tiếp tục. Cái quá trình giải nén và cài đặt này thì nó chỉ mất tầm độ khoảng 2-3 phút thôi, tùy thuộc vào cái tốc độ mạng ở nhà mình. Next. Ở đây nó hỏi là mình có chấp nhận cái phần mềm này vào máy hay không, thì chúng ta tích ở trên là mình chấp nhận, sau đó thì save thì chúng ta có thể save vào một cái ổ nào đấy của chúng ta, save, yes, xong sau đó chúng ta sẽ tiếp tục next, rồi finish. Ok, như vậy là cái quá trình cài đặt đã xong. Bây giờ chúng ta muốn sử dụng cái phần mềm này thì cũng rất là đơn giản thôi. Khi nãy thì chúng ta đã cắm một đầu vào máy tính và một đầu còn lại vào cái nhiệt ẩm kế Elitech rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần mềm nó thể hiện luôn ở trên desktop đấy, RC4HC này.
chúng ta kích nút vào đây thì chúng ta sẽ ra thấy được một cái bảng như vậy. Rồi chúng ta sẽ kích vào cái hình có cái máy tính với cái máy nhiệt ẩm kế, nó sẽ ra. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ những cái gì liên quan đến dữ liệu tên nhà thuốc. Đây, tên đây thì. Và chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ vào đây ạ. Parameter reset này. Vào đây thì chúng ta có thể set được toàn bộ các dữ liệu. Ví dụ ở đây là giờ này. Ở đây đang cài đặt là 1 giờ một lần, tức là 1 giờ thì nó sẽ ghi một lần này. Về nhiệt độ thì ở đây chúng ta có thể tăng hoặc giảm tối đa là 5 độ C. Ví dụ ở đây là mình đang để là âm 5 độ C này. Đấy, hoặc nếu như mà chúng ta cần dương thì tích ở phần trên đây thôi. Đó, nó sẽ ra dương 5 độ C. Và nếu như mà chúng ta không cần âm hay dương mà chúng ta muốn để về mức chính xác như ban đầu thì chúng ta để là 0,0. Và đây là dưới là cái độ ẩm thì có thể tăng tối đa là 20 độ. Đó, tăng tối đa là 20% và cũng có thể là trừ 20%. Đó. Khi mà chúng ta đã set ví dụ chúng ta về để cho nó độ chuẩn là 0. Đúng không? Không có xê dịch gì cả. Sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ ghi tên nhà thuốc vào đây. Ghi tên nhà thuốc xong rồi thì chúng ta sẽ kích vào chữ save. Yes. Ok. Đó, còn ví dụ như chúng ta muốn mà thay đổi cái nhiệt độ, ví dụ chúng ta kích là âm 5 độ, được chưa? Rồi. Còn ở đây nhiệt độ độ ẩm chúng ta có thể là để âm 15%. Rồi. Sau đó thì chúng ta cũng vẫn lại quay lại là chúng ta xếp thôi, xếp. Yes. Ok, rồi. Khi cũng chúng ta có sự thay đổi thì sau khi chúng ta xếp thì máy nó sẽ kêu tít 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 và sau mỗi một lần chúng ta thay đổi như vậy thì máy nó sẽ reset toàn bộ những các cái gì mà thông tin ở trên đây thì nó sẽ là xóa hết đi. Còn khi mà chúng ta muốn lấy dữ liệu ra thì chúng ta sẽ có thể là export ở nhiều dạng, ví dụ như là export ra file PDF này, file Excel và file Word. Thì ở đây đây, ví dụ chúng ta muốn trích xuất dữ liệu ra file Excel thì chúng ta sẽ tích vào đây. Tuy nhiên cái máy này nó chưa có cái dữ liệu gì cả vì là mình vừa mới cài lại thì nó sẽ không có dữ liệu gì đâu. Ok. Còn nếu như mà cái máy mà chúng ta dùng sau khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ thì máy nó sẽ có dữ liệu và chúng ta có thể lấy dữ liệu ra. Sau khi chúng ta tiến hành cài đặt về cái nhiệt độ và độ ẩm chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ rút máy ra và chúng ta nhấn một lần vào cái nút nguồn. Đẹp. Được chưa? Chúng ta nhìn thấy về nó sẽ thể hiện cái nhiệt độ của chúng ta. Và như thế này là máy nó chưa ghi đâu nhé. Thì chúng ta phải nhấn vào cái nút nguồn giữ tầm độ khoảng từ 3 cho tới 5 giây. Đó. Khi mà nó có cái hình tam giác hiện lên thì chúng ta sẽ bỏ tay ra. Là máy nó sẽ bắt đầu nó ghi theo như những các cái gì mà chúng ta vừa mới cài đặt ở cái phần Pamper Reset. Được, ok. Có những các trường hợp xảy ra như ví dụ như chúng ta bấm này, chúng ta bấm như này để chúng ta xem, đúng không? Đây là độ ẩm này. Đấy, đây là số ghi này, số lần ghi là bắt đầu nó mới ghi 0,1 lần này. Đây là các cái liên quan đến ngày giờ. Thì ví dụ như những các cái chẳng may có cái trường hợp ví dụ như là chúng ta bấm nhầm hoặc bấm nhanh quá hoặc bấm liên tục hoặc là chúng ta bấm liệt cái nút ghi đây nhá thì nó sẽ hiện cái hình vuông đó, nhá. Thì như vậy là chúng ta sẽ phải quay lại cái phần Pamper Reset nhá. Chúng ta có thể thay đổi cái nhiệt độ tăng lên hoặc là độ ẩm giảm đi hoặc là giảm xuống đó.
Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào phần save. Nói chung là chúng ta phải quay lại cái thao tác đầu tiên của cái phần vấn đề bumper reset đó. Sau đó thì chúng ta sẽ rút máy ra và chúng ta tiến hành lại là nhấn vào cái nút nguồn thì máy nó mới bắt đầu ghi cho chúng ta. Rồi, ok, như vậy là về cái phần giới thiệu về cái máy nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RC4HC cũng như các cái thao tác mà chúng ta download dữ liệu về này, rồi lấy dữ liệu ra, rồi lấy phần mềm ở trên mạng về máy tính. Như vậy là đã tương đối là đầy đủ. Nếu như mà các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ đặt những câu hỏi ở dưới video, mình sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả các cái câu hỏi mà các bạn gặp phải khi mà chúng ta sử dụng cái máy nhiệt ẩm kế Elitech RC4HC. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau.